Vâng. Nào, há mồm. À, phải bơi bơi này chứ. Ừ. Cắn xong cái. À. Thôi nhỉ. Phải nhiều cá, cá chê. Vâng. Trốn vào đây để làm gọi video cho mọi người xem, mọi người biết tại sao mọi người vẽ cho không biết hết cái tai luôn, không phải nói cái đấy mà phải gọi là cuộc đời mình chưa một thằng nào dám đái thẳng vào mặt mình đâu, thế mà còn cái sầu dám ấy à, nó không những đái vào mặt mình mà nó còn gọi là hôm nào kiểu gì mình với bao đệ sẽ đi bắt một lũ về tra tấn bằng loa thùng không điều hết cả đài để em tra tấn. Giang ừ. Biết người quán, là do mình phải. Thực sự là khi mà ở cái ngoài cái khu bể bơi của anh em mình ấy, nó kêu kêu ủi, định làm ở ngoài đấy nhưng mà gọi là sợ mọi người không nghe thấy gì ngoài tiếng bể sầu, nên là anh em mình hôm nay lôi cả một cái cây ngứa gọi là siêu to khổng lồ này đi qua gọi là cánh cửa này, đi qua cánh cửa này để giúp được vào đây. Đấy. Để làm gọi là hôm nay anh em mình sẽ làm thạch giúp ống tre, nó giống như kiểu anh em mình đã từng làm tiết canh đấy. Bây giờ đây là nguyên liệu của anh em mình đây. Hôm nay anh em mình sẽ làm bốn cái khay gọi là thạch nhá, để chiều là anh em mình sẽ ra bể bơi tắm mát và gọi là thưởng thức thạch. Đây, nhưng cái này là tạo màu để mình không biết là nấu bằng cái này nó có ổn không. Anh em mình sẽ phải nấu bằng sữa rồi nhưng mà sữa nó không đủ màu nên anh em mình có thêm màu đen, màu cam và màu đỏ. Còn màu dâu riếc này thì nó sử dụng sau. Đây là thạch rau câu anh em mình dùng đấy. Đấy. Bây giờ mày đi lấy nước cho mà nồi lên. Anh ơi, lên bếp điện. Sao anh không cho quả nữa? Hả? Anh có quả màu nữa. Hoa quả cho vào sau đến lúc cho vào cả đá cùng cơ. Đá. À, mày lấy nước cái cho lên bếp. Em nấu bên ngoài nhá. Bếp điện đây. Lau hết những cái này sạch sẽ đã. Sôi chưa anh? Sôi rồi. Cho cả mì chính rồi. Đường. Đường á? Tao cảm giác nặng. Và lại lỡ thôi rồi. Đấy. Mà phát đầu tiên hồ gọi là máng đầu tiên mình sẽ làm gọi là màu đỏ nha mọi người nhá. Với nước sơ tinh à? Màu đỏ. Thấy cái này em phân ra nhá. Từ từ khoảng lên đều đã xong thì cho nước sợi tinh. Khoảng đi. Để cho cái này cho nó khoảng. Thôi mấy, thêm một ít mưng ngụm nhé. Hình như tao hình như có cái gì đấy sai sai. Như thế nào? Hình như không. Đúng mà. Sao mãi chưa thấy thành nhỉ? Hình như dài dài rồi. Xem nào. Đun sôi 1 lít đến 2 lít nước cho hỗn hợp đã trộn vào nước đang đun sôi. Đấy như nào? Hỗn hợp đã trộn. Xong rồi đường xong mình đun. À, đúng mà. Chứ em không thấy chạy đâu. Sao tao thấy nó sai sai cái gì đấy nhỉ? Cho nước vào nhé.
Cái nước kia. Anh thấy nó có sức dính dính không? Thật sự thấy nó dính dính cái gì cả. Hình như sai sai rồi. Sao nó phón cục thế này? Hả? Hình như phải đảo đều trước rồi mới cho vào. Ờ, hình như thế. Sai. Lại thêm một cái nữa. Hả? Người ta bảo là 1 đến 2 lít nước, mình có thể 1 lít nước được mà. Thế mình cho 2 túi. Ờ, thì là túi nước đây thế nào? Đun sôi 1 lít đến 2 lít nước cho hỗn hợp đã trộn vào nước đang đun sôi. Thế đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Nhưng mà chắc là ít quá. Nào, mày mày dốc đi để tao khoáng cho nó nhanh. À, cho nó tan. Cho nó đều. Cho nó đều. Đấy, dốc đi. Thôi, dốc đi. Thôi, cứ thoải mái đi ạ. Mày thách thách chưa? Rồi, ok. Đấy, nhưng có vẻ... Em nghĩ nó sai sai. Đúng đấy. Không sai đâu. Làm các cái màu đỏ cho nó... Đưa em đổ cho thôi. Anh lắc. Tí thôi. Nó đỏ lò màu. Rồi, rồi, rồi. Đấy là nó ngọt, có vị nữa. Thế thôi, thế thôi. Nào, tắt bếp đi. Bây giờ sẽ cho ra để... Nào, đem cái muôi to đây. Em tự phải nhìn. À, sẽ cho vào một một máng đầu tiên. À. Đưa bán nào. Đây. Bán đây đi. Cười. Đưa anh đây. Đấy. Chút nhé. Cái này có đông đúng không? Với cả thì không đỏ lắm đâu. Thế nên là đỏ rồi. Thế thì màu cam. Không, thì nữa mình gọi lại có màu cam khác chứ. Đấy, trời. Không biết có đông không anh nhỉ? Xong rồi lấy cái kia bước chêm lên, kê lên. Sau khi nó đông thì anh em mình mới cho trộn với hoa quả và đá nhá mọi người nhá. Chứ không trộn luôn. Trộn luôn là mới đông một chứ. Không, trộn hoa quả với đá thôi, một cách riêng ăn nó ngon. Đó. Như kiểu làm tiết canh không nọ anh em mình làm ấy. Nhưng mà đây là bằng thạch, không tí ra bị bơi để đấy đã. Xong tí chiều nó đông, xong ra để bơi phơi. Chắc giữ. À, giữ. Thế này đâu, để quá. Xong mình còn cho đá nữa mà. Đó. Anh nhìn mấy cái ống này nó đều dẻo. Ok, thì tí tắt trên ra để. Bây giờ mình sẽ đi nấu màu màu cam này, màu sữa và màu gì Coca Cola. Đấy. Màu thơm nhỉ anh nhỉ? Màu hồng mộng mơ nhé mọi người nhá. Bạn ơi, anh nước giống cái gì không? Gì giống gì? Nước giặt. Ừ. Nước giặt nhỉ? À, thơm nhỉ? Đấy, đổ thẳng lên đấy. Yêu màu tím, thích màu hồng. Ghét màu đen. Măng này sữa không đông đâu. Không, đông hết, tao làm đông hết. Thì rồi. Rồi. Thế nào rồi? Đấy. Sẽ còn một màu cuối cùng ở đây nhá. Đố mọi người màu gì đây? Em biết chưa? Nên làm nốt. Ui. Ui, bục nó xâm nhập sang bên này. Cái này nó bị bục này, nó đang chảy cái màu hồng sang màu... Cái này vừa cam vừa đấy này. Chảy sang màu cam. Đấy, anh em mình sẽ có hai màu trộn vào nhau. Nhưng mà nó chỉ châm được một nửa thôi. Nào, bây giờ anh em mình sẽ phải ra chuẩn bị đấy đó. Là hút bình. Hả? Xong dính này. Gì? Dính rồi. Nó chưa. Nó đang đông thôi. Kệ nó. Đông nhanh nhỉ? Đi, ra hút. Đây. Mấy hôm nay anh em mình lại phải hút ra hút bể một lần mọi người ạ. Cái bể này chỉ hạn sử dụng được 3 hôm thôi mọi người ạ. 2-3 hôm thì hôm nào sử dụng nó đấy quá thì kia thì phải hút ra mới giữ cái này đi. Để em đi tắm đi ơi. Từ từ. Nó mà bẩn thì sẽ không mát. Bẩn thì sẽ không mát. Mà chiều còn lôi sạch nó đấy để sử dụng ra. Cắm đi. Ok. Mọi người sẽ thấy công suất của con máy khủng này nhá. Anh. Ui, nó phồng chứ kìa, nhanh lên anh được.
dưới cây luôn, dưới dưới nhà luôn cho mát luôn. Đáng không? Đây là tạo 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 mưa luôn nhá. Anh mày kéo thẳng cái ống kia ra cho nó đấy. Dưới nhà này cho mát luôn mọi người ạ. Nhà rơm này được cái mát. Mình còn là chăn tưới nữa thì rất là mát nhé. Có được một cái bể bơi gọi là nhiều hai ba hôm lại mệt phết đấy mọi người ạ. Không phải đùa đâu. Cọ sạch hết nhá, xong rồi bơm nước giếng lên đây. Tại vì nó ở dưới cái đáy này nó rất là nhớt. Không hiểu nước nhớt nó ở đâu ra. Nước kinh điển luôn. Bỏ hết cái nước nhớt thì đi cơ. Đây cho mọi người xem cầu thủ của anh em mình. Có gì hot đấy mọi người đang không gì. Đây đây là cầu thạch của anh em mình nhá, được mệnh danh là cầu thạch dài nhất Việt Nam. Nói chung là bây giờ anh em mình sẽ phủ bao đệm ra để làm gọi là thạch chữ chua hoa quả. Thạch hoa quả đây. Nó bắt đầu không để được lâu mọi người ạ. Các đầu bếp hương vị miền núi khác rất là đẹp nhé, nhưng mà không để được lâu, nó đang có một sự gọi là hơi mục dần rồi. Thế nên anh em mình sẽ quyết định bổ nó để ăn với lại thạch của anh em mình rất là đông rồi nhá. Anh sờ vào cảm giác giống kiểu silicon nhỉ. Silicon cái dán vào các cái kính này. Mọi người muốn cắt bổ mao đệ theo kiểu gì? Moi bụng, gọi là khoét đít hay là chặt đầu? Chặt đầu. Rồi đây, khai nào. Tàn ác thế. Còi đâu? Cẩu đâu chảm chơi? Long đầu chảm. Hả? Long đầu chảm. Long cái cứt đấy mày, chỉ có cẩu đầu chảm đây. Cá đầu chảm chơi lại. Cột đầu nhé mọi người nhé. Anh khoét cho em nguyên một cái đầu ấy. Đây. Lòng lòng một cái đầu ấy. Khoét cho mày một cái đầu nhá. Ừ. Ấy, thế thì bây giờ ta sẽ tạc lại mày để nguyên phần người mày. Còn đâu tao anh lấy. Anh làm được. Còn đâu tao lấy dưa tao chỉ ăn. Chỉ có em mới làm được thôi. Xù, mày, cái trước cái gì tao không làm được. Làm người tao còn làm được nữa là. Đấy. Ui, bỏ. Ui, bỏ. Đỏ nhỉ, cảm thấy thú rồi đấy. Ui, rất là đỏ. Ui, cái này mà ăn với sữa chua thạch thì thôi rồi. Thạch đá. Mời mọi người. Ngọt nhỉ. À, sao? Đây. Vậy là mao đệ vẫn còn sống nguyên. Đấy. Này. Đấy. Anh ơi. Này để. Chặt mất hầu gà của em rồi. Hầu đó. Hầu nó chặt đâu mà chặt mất hầu. Nguyên. Đấy. Đấy. Thế thì em không có tài à? Tí cầm về để lên cái van nào cao nhất đấy nhá. Mất tài gì. Để lên cái van nào cao nhất đấy nhá. Giờ ở chính nhà cũng được nhá. Đấy. Được. Rồi. Đẹp không mọi người? Đấy, bây giờ sẽ đặt đây. Đấy, để bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cắt ra để cho vào thạch. Ok đấy, nào, đá. Đấy, mình sẽ ăn màu hồng trước, mình thích màu hồng. Mình sẽ ăn màu xanh, mình thích màu xanh. Đấy, màu đỏ. Đỏ, ừ. Đỏ sẽ ăn màu đỏ trước. Sao mình không ăn màu cam đấy? Không, em ăn màu đỏ với màu xanh. Đấy. Sừ. Ôi. Cho nhiều dưa hấu ăn được phê. Thế thôi tao cho đá.
cho em với. Xong tránh, xong tránh chưa? Xong tránh chưa? Cho em pin. Đây, tự lấy. Đây, cho mọi người xem nhá. Là thạch của mình đông đặc đến cỡ nào nhá. Đây. Đây, đây này. Cái gì? Mày đầy thế. Đây này. Ui rồi. Đông cứng luôn nhá. Ui rồi, thành miếng luôn này. Wow, mời mọi người nhá. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái này phải trộn trộn ra. Đây, dồn nó về một góc. Đấy, trộn nó ra như thế này này mọi người ạ. Thì mới đây. Thì mới mới đảo được. Đấy, thế này là cứ chọc chọc nó ra đảo. Ôi thôi. Anh ơi. Ui chết rồi, đầy quá mày ạ. Tiết mục em ăn nè. Bây giờ các bạn nhá, ăn thạch của mình nhá. Cho tao ăn rau liu. Thạch đá dừa. Ôi trời, đây là thạch sừng tinh nhá. Wow. Đây. Wow. Cho thêm đá, cái này ít đá. Ngon không? Ăn ngon không? Ăn rau liu không? Ôi trời. Mà chuẩn bị sẵn sàng ghế ghiếc đây, ăn ngồi thôi nào. Ôi em không ngồi đâu. Em đứng. Hả? Em đứng. Trời, cái này đứng đi. À. Cái này có cả đá nha. Đàng hoàng nha. Những này đàng hoàng luôn, sống tránh dừa. Sống tránh dừa. Xà. Đây nha, mình sẽ đến lượt của mình. Mời tất cả mọi người nhá. Ấy gì? Nó có một cái lỗ này nhé. Xong rồi anh gạt đá, gạt dừa vào nó. Cào. Quét lỗ nữa. Trộn đất lên. Tảo cũng trộn đất lên. Chả trộn. Ăn ngon. Đồng hơn tiết canh mọi người ạ. Anh ơi, như này. Thì em chơi một khúc. Mình lấy được cả cái khúc. Ê, đấy lên không? Con dao, con dao nhỏ, anh lấy con dao đỏ cho em. Em lấy không, được. Không cần dao. Không. Không cần dao đâu. Mình lấy cả khúc đây đây xem nào. Đây thì em lấy cho. Đây này, cầm này sấn đây này. Ây, khúc to mà không? Bé đi, khúc hẳn ở đây này. Đấy, lấy hẳn khúc. Đấy, thế. Đây đây nhá. Cầm tất. Tất luôn. Tất luôn. Cầm đấy. À. Cứ để ý em. Không cần, mày thò tay xuống móc phát ở lên. Trượt rồi. Ôi, đứt rồi, đứt rồi. Ây da, ây da, ây da. Ây da. Đỡ, 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 đỡ cho. Khả năng của em quá kinh khủng quá. Ui. Ui. Ôi, sáng tránh nha, sáng tránh. Nào. Nào, nào, nào. Anh ơi. Thằng dồ. Sao? Thế mày ăn đi, đấy. Nổi, mày... cái gì nó không ngấm vào đâu. Nó không ngấm vào, tao đang định ăn thôi, tao chả ăn. À, may là nước này là nước vừa bơm đấy. Như con đĩa này. Ngon không? Đau ngứ. Giao lưu miếng của mày cái. Anh không? Không ngon bằng mình. Anh ơi. Tuyệt. Nhập tuyệt. Quên mất. Đấy, đổ tí sữa ấy. Phải lấy sữa rồi. Mà thôi chả cần, ăn này ngon. Anh về lấy một bát mắm mình thấm. Mày điên. Ngạc. Tao không nói được ngon. Đây tao chấm đâu. Quên. Đấy, quên rồi lại cái mặn luôn. Đấy, quên rồi đấy. Rồi thử bên này, thử bên này. Rồi anh em mình sẽ thử từng một cái ghế đã. Anh ơi. Hả? Anh cần em lấy hết quả một quả màu xanh này không? Đủ mới lấy được hết. Em lấy được. Sao? Bao nhiêu tiền? Không tính tiền. Thì em lấy. Đấy, chơi tiền, tao lấy cho mà xem. Không. Rồi. Bỏ ra. Đây này, chả biết gì về nghệ thuật cả.
người ta phải tách tách dần dần á, dần 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 dần. Dần dần nên là em đi một vòng, em đi một đường quyền. Đó, người ta đẩn thế này đó. Mất thứ tự à? Sao tao không đi được nhỉ? Đánh tôi. Thấy được không? Đấy, đưa tao vét ra cho. Im. Đấy, tao đã hỗ trợ. Tác phẩm của em lên rồi. Ui, ui. Níu, đỡ đi, đỡ. Tao đỡ. Thế mà mình em làm được. Ui. 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 À, tay mình vừa thế này. Ui, luôn. Trơn quá. Trơn quá, trơn quá. Trời. Nào, ăn, 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 ăn. Mời tất cả mọi người mua một miếng thạch siêu dài nhá. Ui, ui, ui. Năm ngoái anh em mình đã làm một cái viên thạch khổng lồ rồi, năm nay là làm viên siêu dài. Viên này thơm lắm anh ạ. Hơi nhạt. Thơm nhưng mà thơm nhỉ. Mùi nước xanh xanh hả? À, mùi soda kem. Dạ. Trông nó bùn nhùn bùn nhùn như kiểu cầm mà. Anh lấy cục to này nhá. Anh phải kem mới đã. Cháu cho xin miếng đấy. Cháu xin miếng dưa ấy. Ăn gì đã. Ôi, vẫn mắc che nè. Ôi, dài lắm, bỏ ra nè. Cứ giữ giữ này. Diêu cất đỉnh. Múa quyền nữa. Ê, ba, ba. Đi. Đây là 10.000 này. 20 rồi. Đi một đường quyền này. Nên nữa rồi. Thôi, lại đặt vào đây để sang xem viên màu cam cam đã. Đấy, lại nguyên, lại y như cũ. Đấy. Lại lấy em móc, không? Bên này lại còn cam pha màu màu hồng nữa cơ. Tại vì nó bục nơi anh em mình còn phải trên nó vào đấy. Đó. Móc được không? Cái này là dài nhất đấy, cái này dài nhất này. Cái này dài nhất này. Rồi. Ok. Cái này là dễ dàng nhất. Mày đi từ bên đấy, tao đi từ bên này. Anh thấy em nhanh không? Nào, lên. Ôi trời, anh ơi. Dài chứ gì hả? Cái này dài nhất đấy mọi người nhá. Cầm ấy, cầm ấy. À, cái này ước chừng khoảng tầm 1 mét. Cao bằng máu đệ luôn. Gần, gần 1 mét đấy. Cao bằng máu đệ luôn, dài bằng máu đệ luôn. Nào, thử miếng nào. Vâng. Nào, há mồm. À, phải bơi bơi này chứ. Ừ. Cắn xong cái. À. Thơm ấy nhỉ. Phải nhiều cá, cá chê. Vâng. Cá nhiều đây. Vâng. Ấy, mau đệ ơi. Anh thích chưa đâu? Mau đệ ơi. Cái gì? Tao làm gì đâu? Mày em mà. Mày đi làm cắn cột đầu mày không? Mau lên kính trước ra. Mày tin một phát mày cụt đầu không? Thôi. À. Tôi ăn được vỏ đấy. Clip này anh em mình sẽ phép kết thúc rồi đó. Chạy mưa đang đấy rồi. Chạy mưa nó lại mưa mới được. Phải dọn dẹp vỏ không là mưa đấy hết. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Bye bye mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Tao đổ vào đi mưa rồi.